Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Các bạn ạ, trong cái dự án mới của kênh Núi Đồi Lục Ngạn đó là thiện nguyện này, và còn chia sẻ thêm nữa đó là về cây thuốc nam các bạn nhé. Thì như những lần trước ấy, những năm trước thì mình đã gửi giới thiệu các bạn, các chị là gửi cây giống thuốc nam cho các bạn, các chị rất là nhiều rồi, đặc biệt là cây giống kim hoa ngân cũng như là cây một vài loại cây khác. Thì trên phía sau đây mình, đây là cái vườn cây giống nhà ông chú mình và vườn cây thuốc nam. Thì lát mình và các bạn sẽ cùng lên khám phá cây thuốc nam, và trong cái mình dùng cái từ dự án này cho nó hoành tráng các bạn nhỉ, đó là muốn có thêm cái kinh phí để thiện nguyện cho những cái hoàn cảnh khó khăn, những người nghèo ở trong cái phần mà chi phí dành cho thiện nguyện đó. Thì đó là cái vườn thuốc nam này cũng sẽ được giới thiệu chia sẻ với quý vị khán giả trên kênh, là những vị thuốc rất là tốt, đặc biệt là cây thuốc nam của mình thì rất là phong phú đa dạng, ở vùng nào cũng có, miền nào cũng có, và ở chỗ nào cũng có người lấy thuốc nam, và người nào cũng có những cái bài thuốc hay. Tuy nhiên là ông chú mình đây thì có cái vườn thuốc rất là tuyệt vời, và những cái bài thuốc cũng rất là chữa bệnh rất là tốt, nên cũng giới thiệu với mọi người để mong muốn là mọi người có hợp, ví dụ như là hợp thầy hợp thuốc, hoặc là gửi lên chia sẻ cho các bạn, các anh chị biết đâu rằng đó là, thứ nhất là thuốc giá thì rất là rẻ, thuốc cho mọi người luôn các bạn ạ, và thứ hai nữa đó là dành một cái phần kinh phí để cho thiện nguyện nhé. Thì đấy là cái muốn chia sẻ với mình. Còn bây giờ cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ cùng lên vườn để khám phá những cái cây dược liệu tại vườn. Ngoài những cái dược liệu này thì còn lấy tại rừng nữa các bạn nhé. Cơ bản là lấy tại rừng rất là nhiều, còn ở vườn này thì cũng là cơ bản rồi. Nhưng mà cụ thể thế nào chúng ta sẽ cùng lên vườn. Xin mời các bạn. Rồi bây giờ chúng cháu mình sẽ cùng đi vào vườn nhé. Đó, đây vào đầu vườn là đã có cây thuốc luôn này, cây chìa vôi này, dây chìa vôi này. Cái dây chìa vôi đấy ạ. Chìa vôi này chữa về dây thần kinh rồi thì là những cái bệnh về xương khớp và đau dây thần kinh. Đó. Đây là nó mọc ở dưới này lên này. Còn đây bên này là cái cây giấy gai này, cây giấy gai này nó có, nó gọi cái giấy gai hoặc là chóc gai đấy. Nó có hai dạng lá, một dạng lá thuyền kia và một dạng lá xẻ thùy. Lá xẻ. Cái này cứ như là cây cảnh xẻ nhỉ. Một cây lên nhưng mà nó ra hai thứ lá khác. À dạ vâng. Đấy, nó chữa về chuyên về những cái bệnh mà thí dụ gan này, xương khớp, hoặc là bệnh phổi thật vâng. nó liên quan đến phủ sũng là phải có cây này nó tiêu sũng đi. Tức là phải có cây này nó mới tiêu được sũng thì mới chữa được bệnh. Tức là trong một cái vị thuốc của mình sẽ có rất nhiều cái loại cây, trong đó là cây này nó sẽ là cây chủ đạo. Chủ đạo để nó tiêu cái sũng đi, gọi là vệ sinh những cái sũng ở trong người đi thì mới chữa bệnh. Cây dành dành chi tử đây. Đúng rồi, đây dành dành chi tử. Cái quả này chữa về gan này. Gan, tim, phổi, mật. Còn lá này nó dùng để làm mát. Lá cây, nó dùng cây dòng mát. Đó, rành rành. Theo đây thì là cây gối hạc này. Cây gối hạc đây. Gối hạc này chữa về xương khớp này. Gối hạc, xương khớp đây. Chữa về xương khớp, nhất là những cái bệnh xương khớp mà nó tụ dịch ấy. Bệnh khớp mà ở khớp đầu gối nó có dịch, nên là loại này tiêu rất nhanh mà chữa rất nhanh khỏi. Tất cả các bài xương khớp mà thầy nào thiếu cây này là gọi là chưa đủ. Đó, tức là cây gối hạc nó là cái cây chủ đạo ở trong bệnh xương khớp đấy. Còn ở đây có một thứ mà gọi là trong về thuốc bổ thận này, nó gọi là nhục thung dung nam này. Nhục thung dung này. Nhục thung dung nam mà nó còn gọi là ngũ gia bì gai đấy. Đây, nhục ngũ gia bì gai và hoặc là tên là thục dung thục nhung dung. Nhục thung dung. Nhục thung dung nam. Tên gọi đấy. Gọi là thịt ấy, như là thịt mạc ấy. Vâng. Nó gọi là nhục thung dung. Vâng. Nó uống nó khỏe cơ bắp. Tức là liên quan đến phần ta cơ. Dùng cái củ nó bên dưới, dây nó rất là nhiều gai ở trong này. Đây củ đây ạ, dây nó đấy. Vâng. Củ nó bên dưới. Ở đây thì cái vườn lên trên thì vườn cây ngân hoa, ở đây. Dưới này thuộc tầng thân thảo, ở dưới này rất nhiều. Dưới này thân thảo, thân thảo như ví dụ như là đây xài đất đấy, cây không, cây đây là cây cây nhọn hồi. Cây nhọn hồi, cây này thì chắc chắn là các bạn đều biết là dùng để trong cái vấn đề mà hạ sốt cho trẻ nhỏ ấy. Thời xưa mà chưa có thuốc hạ sốt bao giờ cũng có nhọn hồi để đắp chán đấy, uống một giọt vài giọt đấy, hoặc là còn gọi theo đông y gọi hạ liên thảo. Hạ liên thảo. Đó. Thế còn đây là bạch hoa xà thiên thảo nữa nè. Bạch hoa xà thiên thảo như cây nó còn non đây này. Gọi là cây lưỡi rắn, bà con mình hay gọi cây lưỡi rắn. Cây lưỡi rắn. Thế nhưng mà nó còn non, nó chưa có hoa đâu. Theo đây thì là đấy. Đây này, những cái tiền thảo. Cây tiền kim tiền kim thảo. Kim tiền thảo. Để chữa sỏi thận đấy. Kim tiền thảo trong đẩy sỏi thận ra đấy các bạn. Nó tán sỏi. Tán sỏi. Sỏi to thì nó tán dần. Ồ, trong này rất là nhiều cây gối hạc nhỏ này. Gối hạc trên này, lúc nữa lên cái vườn trên này, dọc đây lên còn nhiều. Đây vào đây quay cái cây như vậy là nó còn gọi là cốt thoái bổ đây nè. Cốt thoái bổ, gọi là tắc kè đá đấy. Ở đây là các bạn hình dung là đây cái vườn này mà mình vườn này như bạn. Là vườn rừng rồi. Vâng, ở cái vườn này là cái vườn mà cây vải nhá. Ui cộ tổ ong các bạn nhá, có ong đây này. Đấy.
đây đây Ông ông còn nó chưa đang nhìn thấy này, ông vườn thả này đá ông còn chưa thấy đây này. ông thả đá nó làm tổ đây. Đây là cái Đúng vườn rồi, vải và đấy đúng. chú mình thì cũng đã là trồng cây thuốc nam ở Vườn phía dược dưới liệu không phun thuốc sâu cho dược nên là liệu nên là nó ong nó về. ong nó rất là nhiều. Đây nhá, đây là cốt thoái bổ đây này, bán Đây ngoài à, đá này, đấy. à cây này nó Củ như nó là ở một trong cây này. lan đá ấy nhỉ. Đấy, Ồ đây cốt thoái bổ đấy. cốt thoái bổ à, đây Cốt thoái trên bổ tảng nó đá luôn này. cũng mạnh bổ về xương khớp này. Rồi Bổ khớp ồ đấy. cây này nó như cây Đúng. nó bám vào đá như cây Bám vào lan đấy các đá. bạn. Hoặc Rồi là cốt thoái bổ còn bà con ta gọi là tắc kè đá. à tắc tỉa đá. Rồi Cây này là bổ về xương khớp và mà, hoặc là người bị xương khớp bị dập mà đắp cây này kết hợp vài thứ cây khác à nó chóng chóng liền khớp lại lắm. và bệnh xương khớp. Ở phía trên này thì mình đã quay với các bạn, giới thiệu các bạn về cây kim hoa, kim ngân hoa nhé, Ngân hoa rất là phía bên nhiều. trên Thì này còn thì ở phía nhiều trên lắm, này bán nhiều, hàng đây đã luôn. có rồi các bạn nhé. Đây cây kim ngân hoa đấy các bạn, đó một dòng kháng sinh tự nhiên rất là tốt đó. Đây hoa thì nó ở phía trên nó đang có rồi, chúng ta sẽ lên phía trên nữa nhé. Nói chung là mình là làm cũng làm ở huyện hội đông y cho nên là mình trồng rất nhiều cây dược liệu, Và hàng đó năm cũng vẫn đi họp mà trên huyện mà. Thì bây giờ là chú bây giờ là sinh hoạt hội với lại hội đông y, cây gọi là cây cây ưng bất bạc này, ưng bất bạc mà là bà con ta hay gọi là cây cầu chim, lấy cái gốc của nó là cái cầu con chim, cầu chim, cầu con cây chim. ủ gai nó như kiểu gai bồ Khi nó kết già đi thì nó rụng cái gai à này, nó không chỉ còn những cái tật thôi thì người ta chặt để làm cầu con chim. à cầu chim à đó Thế thì nó chữa về bệnh xơ gan cổ trướng sơ gan cổ trướng nha. Và và bệnh nó bị gai gai đốt sống, bị thoái hóa đốt sống. à và Và cái bệnh xơ gan cổ trướng là có hai có thứ cây này vào. đấy, nói chung là một cái loại cây thì có thể có trong rất nhiều cái bài thuốc đấy các bạn, Một thứ cây nhưng nó trong đó sẽ có đưa những vào cái được rất cây chủ nhiều. đạo của một cái bài thuốc nhất định Ở đây này dành này, thế ví dụ như là ở đâu đây này có cái cây cây gọi là cây chàm tía, cây chàm tía hình như là cháu còn thấy rồi. Cây chàm tía ở đây không 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 còn à. đó. Cây chàm tía ở đây Ô, xin chắc dưới là này nó dành dành vừa mới dành dành lấy chi tử nhiều quá. anh dành chi tử đấy rồng đấy. Đó, mình dành chi Tới tử đây cây vừa non. hôm nọ mang xuống dưới trạm ở dưới xã. Ở đây nó có những cái cây này là thiên môn đông này. Thiên môn Thiên đông. môn đông nó bám vào theo cái này lên nó lấy củ để làm thuốc. Thiên môn đông lấy củ Cái để làm củ thuốc. này giống như của mình gọi là củ tóc tiên đấy. Tóc tiên Đấy, củ tóc tiên đây. đấy. Còn đây cây cốt gai đây này. Đây, cây cốt gai đây. Cốt gai này nó giống sáu tầm phân lắm nhá. Giống sáu tầm phân, nó cùng cùng họ với sáu tầm phân trong miền Nam nhá. Đây nó giống như gai chanh nhé. Như gai chanh nhưng Đó. mà cây này là chữa về suy thận đấy. Suy thận à? Suy thận. Bài thuốc của cây suy thận. Mà thuốc về suy thận. Và. Đấy. Thì bây giờ phải đi cái vườn này là Cứ vườn cây ăn đâu, đây là quả. cây cà gai Cà leo gai này. leo đó. Đó, cà gai leo này thì các bạn biết là trong cái phần diện cho là Bài trong cái bài bài thuốc gan. bổ gan đấy các Gan, men bạn. gan. Gan, viêm gan. Đây, cà gai Nói leo chung là một thứ cây này nhưng nó cũng đưa vào được một này. vài thứ bệnh. Và cà gai leo. Đấy các chậu liệu cho mọi người. Và thuốc của mình. Đây này, cây quả xước đây này, nó mới còn non. Đây chính là cây cỏ xước này các bạn. Quả xước này khi nó ra cái bông mà nó À, gọt cái này ngược nó lại này. bám vào quần áo này. Vào quần áo này, cây Bám này quần còn áo. non. Cây này thì vào nó ở trong Cây này thì nó ở cả dây thần kinh này, rồi thì nó ở cả sỏi thận này, nó ở cả xương khớp này. Đó, đây là cái cây cỏ xước các bạn nhé. Cây này thì trước đây mình chăn trâu ấy, nó hay có cái nó có cái bông ra và nó bám vào quần áo các bạn ạ, và nó rất là dặm nhé và rát nhé. Thời trước ấy thì rất là nhiều, nhưng đến thời điểm này thì khi mà bà con canh tác rồi thì qua quá trình xử lý phát rồi thì phun phóng lên, thực ra là lúc cần thì lại không thấy đâu nhé nên là lúc không cần thì lại thấy. Đấy, nhưng mà ở vườn này thì phải tất nhiên là phải mang về chăm sóc thì mới có cây cỏ xước. Còn cây cỏ xước này các bạn này. Đấy, còn ở đây nó lên đây thì có này. À đây có cây này là cây dừa cạn này, Cây cây dừa cạn hoặc là còn gọi là cây cỏ lùn. cây cỏ lùn này Nó chữa về bệnh bệnh đó. gan đấy, cũng ở bệnh Cây gan này đấy. là cũng ở trong bài bệnh gan này các bạn này. Đó, cây này thì trước đây lúc mình còn nhỏ các bạn hình dung là như này nhá, lúc còn nhỏ lúc mà cái vườn vải rất là nhiều thì Trung Quốc người ta thu mua các loại dược liệu của mình nhé, từ cách đây hàng chục năm rồi các bạn ạ, thì người ta cũng mua cây này này nên là mình cũng Cây rổ đi bán vào cây thời cỏ đấy. lùn hay Và đây này, cây cây gối hạc của mình ấy, thì bây giờ bà con nào muốn trồng gối hạc để về làm thuốc ấy, thì cái này nó đây mọc như này, không cần phải cho bầu nhé, chúng ta chỉ nhổ như này và chúng ta gói vào đó như là gói hạt rau ấy, đó cây gối hạt, gói đây con là rau giống nhé. cây cây hồ gối hạt giống Đấy, này ta các chỉ bạn gói vào cái túi bóng ta mang về, hay cái gì là ta mang về ta cứ tỉa cho ta trồng như trồng rau cải ấy. đấy, cũng xin chia sẻ các bạn các anh chị là mình nhiều năm trước thì mình đã vẫn gửi cây giống cho các bạn các anh chị rồi, thì mọi năm trước anh chị em cũng đã lấy cây kim ngân hoa đây, tí lên sẽ bạt cây kim hoa ngân hoa này và tí nữa thì lại về bạt cây giống nhé. Còn cây gối hạc thì năm nay các bạn nếu bạn nào muốn trồng nhé,
Các chị nào muốn trồng thì các bạn cây gối hàng rất dễ dòng, cứ như thế này là dòng đây, dễ dễ dổ lên hay cũng về sống này mà mình bọc vào một tí đất xong mình mang đi cả vào bên miền Nam nó không chết. Vâng, tóm lại là gửi đi rất là nhiều nơi, nó có cái củ ở bên dưới cho nên là nó giữ nước lâu, nên là cây này rất là dễ sống và dễ trồng các bạn nhé. Đây hàng bạt cây giống nhỏ luôn mà đã dòng rồi, sau này nó có quả như này này. Đây quay quả nó này, đây chính nó là có quả như này, sau nó rụng xuống nó khác tự mọc đây, quả gối hàng đây đó, sau nó chín đen. Vâng, thế mà cái này thì ta không gieo đâu nhá, ta để nó mọc tự nhiên, nó thuộc giống tự nhiên, ta không cần phải gieo trồng, nó sẽ đây mọc. Là cây cây xạ đen, xạ đen này, xạ đen đây, cây xạ đen này. Xạ đen này thì nhiều thầy thì cho vào bệnh gan, nhưng thực ra xạ đen này nó tác dụng mạnh nhất là về về hạ huyết áp. Hạ huyết áp, hạ huyết áp, cây này là cây huyết áp, nó tính ra nó là cây huyết áp, hạ huyết áp, chứ còn thì về về bệnh gan ấy thì nó chỉ cho vào một phần nào để nó điều hòa thôi, điều hòa thôi, tức là cây chủ đạo nó là huyết áp. Chủ đạo nó vẫn là huyết áp. Đây lạc tiên này, lạc tiên này là dùng để những mất ngủ, mất ngủ, mất ngủ đây, lạc tiên là chữa trong bệnh mất ngủ, mất ngủ các bạn. Hay bị rối loạn tiền đình đấy, rối loạn tiền đình này. Cây lạc tiên thì các bạn đã biết là có quả nó màu vàng mà nó chín thơm ấy. Anh em mình lúc còn nhỏ chăn trâu muốn được quả này chín á, quá là tuyệt vời luôn. Tiếng địa phương thì nhiều người gọi tên là khác nhau lắm. Dưa hồng rồi tơ hồng rồi thì lạc tiên, nhưng trong vị thuốc của nó là lạc tiên các bạn ạ. Ở trên bốn đuôi của ông kia, tức là tên dân tộc đấy phải không? Tên dân tộc, tên dân tộc là gì? Cọc vây ma. Cọc vây ma. À, là, tức là cây 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 giấy chó. À, gọi là thế. Đúng cây là bùa tên, chó. Cây tên, quả tên, bùa tên, chó. Tên theo tiếng địa phương, theo tiếng dân tộc thì có thể khác nhau các bạn ạ. Hai nữa là nhưng mà lên trên kia thì đây, vào cây, thì lên chỗ cây, trên cây quê mà bông mã đà nó đây là cây bông mã đà này, dùng cái bông này để đẩy sỏi này, tán sỏi này, sỏi thận này. Ừ, còn cái lá là dùng làm mát cho cả gan cả thận, gan thận này. Còn về bông của nó là lấy tán sỏi, bông này chuyên ra tán sỏi. Đây này, cây cây vẫn cây, cây cỏ, cỏ xước, cỏ xước đấy, sắp sửa ra đây, ra chuẩn hoa. Bị lớn lên ra hoa, chuẩn bị ra bông này. Vườn này thì nhiều lắm, nếu mà đi hết vườn thì nó như đinh lăng mới nhớ nha. Đinh lăng rất nhiều, đinh lăng, đinh lăng là sâm nam của người Việt đấy các bạn, rất là tốt vì là nó đinh lăng này gọi là đinh lăng nếp, nó lá nó to nó tốt, đinh lăng lá tẻ kia thì nó nhỏ mà. Đó, các bạn nhìn thấy rồi. Dịch đây là kim ngân rồi nhé, nhưng tí thì mình sẽ lên phía trên đấy, vì vườn kim ngân hoa đây này nó bát ngàn ở trên này. Đó, kim ngân các bạn nhìn thấy chưa, bát ngàn kim ngân nằm ở dưới đất, vì cái này là trước đây tháng 10, tháng 9, tháng 10 thì đã thu hoạch rồi, tháng 9, tháng 10 thì đã thu hoạch, tức là lúc mà trước khi mà mùa đông xuống ấy thì lá cho chưa rụng ấy thì cắt cây đi để phơi khô để bán ấy các bạn. Như năm vừa rồi thì bán được 30.000 một cân đấy. Nếu như trong cái hội đông y của huyện ấy, vườn dược liệu mẫu như thế này. Nhưng còn chưa ông nào làm được cái vườn nữa này. Tức là cái vườn này thì là các bạn hình dung là cây vải là cây cổ thụ rồi. Nhưng mà vải thì thu gọi là để cho nó mát đất thôi, còn lại chủ yếu là dược lấy liệu tán ở phía để dưới. Cho che cho cây dược để liệu. Để che này. Cho cây dược liệu, chứ còn quả thì vẫn tỉa, vẫn cứ để có quả thì thu. Nhưng mà tóm lại là gần như để tự nhiên luôn đấy các bạn. Đó. Nói chung là phải vẫn phải có cây ăn quả, nhưng có mà cây chỉ dòng để lấy tán đấy. Đây là kim ngân. Kim ngân này có bông rồi này chú ơi. Ừ có đây, trên trên đây kia các bạn ơi. Bông kim ngân hoa nó màu vàng kìa. Đấy hoa kim ngân thì tí mà các bạn sẽ lên nhé. Đó đây, còn cây của nó đây. Dây của nó lên rất là tốt luôn, mới được từ hôm nay, năm nay mới là bây thời điểm này là tháng dương, nó mới là tháng 5 dương thôi nhỉ. Mình cắt từ tháng 11 tháng năm ngoái. Vâng, tháng 11 năm ngoái mà giờ nó đã lên rất là tốt và kín luôn đất luôn rồi các bạn ạ. Nhiều bác thì trồng như năm ngoái năm kia thì các anh chị trồng cho leo giàn nhé. Leo giàn cũng được, hoặc là không đấy. Leo bờ rào cũng được, hoặc không đây này, thả đất cũng được. Đó, đây, bông của nó đây. Đây này, chỗ này lên bông nhiều này. Đây vườn vườn cây thuốc mà dòng sen với vườn bưởi này. À đây, bên này là bưởi đây. Vườn bưởi. Wow. Đây, mọi năm thì ong ruồi này nó còn vào đây, nó làm tổ treo bênh bàng ở đây. Ong ruồi vào đây nữa. Nó làm đấy. Vì mình không phun thuốc sâu mà. Bà. Đấy hoa nó kìa. Bà. Hoa lẫn bưởi. Bưởi mọi năm rồng nhưng mà có bán đâu. Nó rụng hết xuống gốc xong. Bà. Rồi anh em đến này nhặt về ăn này là bằng nào để cho nó tự nhiên thôi. Hàng tự nhiên đấy, kim ngân này. Kim ngân gối hạc này. Đây gối hạc nó ra quả, chỗ này nó ra sai không? Sai nhỉ. Cây gối hạc này nhỏ thôi mà nó ra hoa rất là nhiều. Mà hoa này đẹp các bạn này. Bông hoa gối hạc này. Vào vườn của dược liệu nhà ông thì chỉ có mấy đấy, ở phía dưới này là những cây mà nó ưa nước ấy, ưa nước ưa ẩm ấy, thì trồng ở phía dưới. Còn ở phía trên thì kim ngân hoa nó ở trên phía đồi các bạn nhé. Thì đó, ở phía trong này nhiều lắm. Cái này wow, cái giống gối hạc con nhiều thế. Đấy nó bàn ngàn thế. Các bạn nào trồng gối hạc nhá. Cây gối hạc các bạn ở các anh chị hoặc là các bác có thể về làm bài thuốc của mình nhé. Hoặc là có thể làm vườn dược liệu thì ok nhá, alo nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Đấy, vào đây còn nhiều thứ thuốc lắm. Wow. Vườn đây cây cối xay này. Vườn này gần như là vườn mẫu của hội đông y huyện này.
Vâng. mấy ông chủ tịch huyện hội cũng lên đây thăm đèo á. Vâng, đó, đây là cây cối 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 xay. Cối xay này nằm ở trong cái vị đó là dị ứng mẩn ngứa. Lâu lâu các bác cứ lên thăm anh Hoặc em là này, về ngồi uống gan. rượu. Thế là về đường nói về thận này, Thận này. về sỏi thận này, rồi thì đường tiết liệu các thứ. Vâng. Dùng cái này. Những người mà không phải thận nhưng nó chỉ mỏi hay mỏi lưng cũng dùng cái này rất Cũng tốt. dùng vâng. Nấu nước uống. Vâng. Đau mỏi lưng gió thông thường ấy, nhưng mà nấu nước uống cái này cũng rất tốt. Vâng. Đấy. Còn Wow, đây, đây có cây tía này. cây này là cây cây đơn tía. Cây đơn tía. Đơn tía đơn đỏ. Cây này tắm mẩn ngứa rất là tốt. Cây này là dành cho mẩn Bị ngứa, mày mày đay các thứ bị mè mày đay. đay. Thực ra là nếu mà dùng, các bạn hình dung là đến thời điểm này, ví dụ như là thuốc Tây cũng như là thuốc Nam, các loại thuốc thì nó rất là nhiều, quan trọng là mình kết hợp thế nào và sử dụng ra sao. Thuốc Nam này thì sử dụng thì rất là an toàn rồi các bạn, đúng không? Đấy, ví dụ như là nhiều khi mẩn ngứa hoặc là mè đay, các bạn chỉ ra mua một hai viên thuốc các bạn uống thì nó cũng vẫn ok, nhưng các bạn mà dùng cái Lâu dài nó khỏi gọi dứt lâu điểm dài là hoặc dùng là cái cứ này. dứt điểm, hoặc là ví dụ như nó là cái cây trị cái nguồn cơn đấy các bạn, thì là dùng những cái cây này này Cây này kết hợp vài thứ cây là và nó kết sẽ hợp uống vài lâu thứ dài. cây để có một cái thang ấy. Còn đây này, cây này đây, đây này, cây cây bên đấy Này ý dĩ nó thuộc cây, nhiều người gọi là cườm cườm chứ không phải cái xiên à, mà mình chơi đấy. đấy, đây là cây y dĩ hay là hạt cườm cườm đấy các bạn. Đó, cây này trước đây mà nếu mà thanh niên hoặc trẻ trâu vùng núi như anh em mình là có cái vòng để xiển lên này các bạn này, cái hạt này này để xiển là làm cái vòng thời sức mà những cái lứa tuổi 8x 9x ấy, Đó, xong rồi tặng nhẫn cỏ cho người tặng yêu nhẫn cỏ cho em đấy. đấy, là chính là hạt y dĩ này các bạn nhé. Cườm cườm ở đây một cái bạt rất là nhiều luôn. Dùng để chữa sỏi thận đấy, cũng là tạo À, sỏi đấy. tức là cái cây này ở trong cái bài sỏi thận. Nó kết hợp với nhau một số Vâng. cây. Đây còn cây vang, đây là cây vang này, còn có hay gọi là cây thô mộc này. Đâu, cây Đây. cây này gọi là cây thô mộc à? Cây thô mộc ấy, trong đông y thì gọi thô mộc. À mà. Thế là nó phải to lên mới dùng được. To lên À. thì mình lấy con lõi của nó. Lõi, dùng lõi ở phía Lõi trong. đỏ, lõi À, đỏ lõi này đỏ. để dùng cho những cái phụ nữ mà người ta sau sinh là một này. À mà. Hai là những người mà bị dầm bập tím tụ máu trong. À vâng. Đấy, tất cả là nó phải tan máu. Nó nước nó rất đỏ, À. những người sức khỏe yếu thì cũng dùng cái này để À, tức là gần như kiểu là một cái dạng thuốc bổ đấy đúng dạng không? thuốc bổ, Cây thuốc bổ. nhưng có điều cây này nó có tính nóng thì mình dùng một liều lượng nhất định. À và cây này lại tính nóng. Cho nên là nó tán, nó uống vào nó có thể là tan được những cái tụ máu đông ở trong người. Vâng, đúng rồi. Đi tới được Đi vào vườn là phải chui các bạn nhé, vì nó rất là rậm này. Em mình đang chui này. Và đi vào đấy, đen vào giữa đây này. đấy, đây. Wow. Ở đây cũng có giấy gai mới mới rồng nó đã được Ồ, lên. trong này có cái rạch Rạch này đây trước nó khe nước mà. à, đây chính là cái khe nước ở trên cái đồi này xuống này các bạn Đấy, này, bây giờ là chuyển thành cái chuyển vườn thành nữa. cái vườn cây nên là nước nó vẫn còn ở đây ấy chứ. Đấy. Wow, Nhiều thứ thuốc lắm nhưng mà ông cháu mình cứ quay cứ được đến đi đâu thì gọi là quay giới đến thiệu đấy qua thôi. qua một chút thôi chứ không giới thiệu hết được ấy các bạn. Đấy trong này thì là dưới này là lại có cái thiên niên kiện đây này. Thiên niên kiện đây à? Thiên niên kiện này là Củ thiên uống niên kiện, củ củ thiên thiên niên niên kiện này uống là tráng kiện lắm đây này. tức là dành cho gọi như gọi là bồi Bồi bổ bổ cho quý ông đấy phải không? bổ quý ông này, Đấy, ngâm rượu thơm mà thiên kể cả rượu bóp cũng được. cây thiên niên kiện đây à? Ừ, thiên Thực niên ra là kiện đấy tên thì các bạn đều biết là tên các bạn nghe rất là nhiều, nhưng để các bạn nhìn thấy trực tiếp cây thơm thì lắm nha. Đấy thử đó. vòi cái lá vào xem đã thơm rồi. Đây, À. xem nào. Đó, thơm luôn rồi đấy, Thơm nhỉ? thơm tinh Tưởng dầu rất thơm, tinh dầu rất là thơm các bạn ạ, cái nó thơm. củ củ của nó còn thơm nữa. Ừ. Đấy. Thơm lắm các bạn, thơm nó Cái như kiểu có này tinh nhiều dầu lên người đấy. thì nhầm với lại cây 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 giấy tay voi, nhưng không phải, Không thân phải. giấy thì nó khác, thân giấy nó mềm. Đây củ hoa của nó đây, hoa Đấy của nó đây. hoa Thiên là niên quả kiện dành cho đàn ông này. dùng nó tráng kiện đấy, Tráng kiện đàn ông khỏe mạnh. ngâm rượu uống. Mà Đó. rượu nếu mà bị đau ở đâu thì ngâm cái rượu này bóp nó nhanh khỏi lắm. Kể cả về đau xương đau cơ vẫn Đúng, có ở trong trong bài cái đấy. rượu bóp có cái này Rượu bóp cây. ông đi tuyền chân đất đây này, Còn bây giờ mời các bạn sẽ lên phía trên núi nhé, để thăm vườn kim ngân lên nhé. đồi thăm vườn Đó là kim cái ngân. cây chủ đạo mà mình đã vẫn chia sẻ giống cho các bạn các anh chị rất là nhiều, cũng như là cây khô trong cái thực ra là khoảng đôi ba năm rồi cơ. Đó, cây kim ngân hoa, một trong những dòng kháng sinh tự nhiên cũng như là cái dòng dược liệu chủ đạo trong cái bài thuốc này. Đó, Trong đây. bài thuốc thì hầu như cây kim ngân hoa này nó là cái vị thuốc không thể thiếu đấy, Và đó, nó cái đưa trên này vào nó để lên nó bạt hết rồi các bạn này. Bạt mà nó leo cây, trên này nó có cả nhãn này. giống như thuốc tây của mình ấy, là trong các bệnh là phải dùng có B1 tiêm Đúng. để trợ lực ấy. Tức là nó là cái cây như kiểu trợ lực ấy. Và nó là cái dòng mà cây thuốc nam của mình ấy các bạn, rất là dễ trồng. Đấy, ở trên đỉnh này luôn. Cây này ngoài cái việc này như ở bên Trung Quốc nó còn gọi là cây cây kiểu là trẻ lâu ấy, À và dùng cái cây này uống cây này là nó trẻ mãi không già ấy, trẻ kiểu mãi thế. không già.
đó, hoa của nó. Ở đây là cái bạt này thì là ông chú mình chủ yếu là lấy thân là chính nhé. Hoa nó ra cũng nhiều, thu hoa cũng được. Đây hoa của nó ra đây các bạn, nó Vì nằm là luôn trên đất, vườn vườn mình dòng kết hợp với lại cây ăn quả thì mình không để đợi hoa không được. không không thể làm leo hoặc là không để cho leo lên cây nhiều ấy. Trên đỉnh đồi đây rồi. Đấy, quay hết Wow. rồi nha này. Cây này À bạt đây rồi, ngàn lắm. trên này hoa nó ra nhiều thế chú ơi. Đây, cái mầm của nó ra này. Đây, phía trên này là hoa. Mà các bạn thấy không? Thu mới từ tháng 11 đến giờ khoảng là nửa năm thôi mà nó là ra kín đất luôn, cỏ không lên được luôn nhé. Tới đây nó lên cây vải là lại phải Đó, vén xuống chứ đây là còn phải không nén thì xuống đây, hoa kín của hết. nó, chùm hoa của nó, chùm 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 gọi là chùm nụ của nó đây các bạn này. Đây này, trên này không thể vén được nữa rồi, cây Vâng. nhỏ này nó lên 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 quá là không vén được Vâng. rồi. Có lẽ cái vườn này thì các bạn cũng, nếu các bạn mà xem về cây dược liệu thì có lẽ cũng không còn quá lạ lẫm nữa, bởi vì mình cũng giới thiệu ít nhất là cũng khoảng tầm 3 đến 4 cái video ở trên cái vườn này rồi, tức là giới thiệu các bạn về cái kim ngân đấy, đó Thì hoa của nó đây. hai chú cháu làm nghề thì nhiều vỡ rồi để nó bò lên thôi. À cây này là để cho nó coi như làm dàn cho nó thôi, Làm dàn cho nó không lên được đây. Cây nhãn, thôi. Đấy. cây thân của nó là Cho cây nó nhãn các bạn bé nhé. quá đâm ra Đó, là nó tốt nhanh quá, kim ngân cái tốt nhanh hoa này quá thì thì tôi có thể thu riêng hoa nha các bạn nhé, có thể thu riêng hoa. Để dùng riêng cái vị cho hoa trong cái bài thuốc ấy, hoặc là có đúng thể lắm dùng thân. Tất nhiên thì là hoa nó sẽ tốt hơn thân, nhưng mà để thu hoa thì nó kỳ công hơn các bạn ạ, thì kỳ công công hơn hơn là và phải sấy phải các phải ông ạ. sấy rồi thì phải đảm bảo được cái nguyên liệu, bởi vì bây giờ một cái cân hoa này nó rơi vào tiền triệu một cân đấy các bạn, cái cân hoa này này. Đó nên là nó cũng rất là kỳ công nhé. Tất nhiên là nó nhẹ, một cân mình thì nó nhiều mà lắm các bạn. mình dòng riêng ra để mình thu hoạch hoa thì Và được, thì lên hết cây rồi này, những cây này chịu rồi không vén phía này thì lên được hết cây rồi và hoa nó nằm ở dưới bạt đất luôn này, kim ngân đấy nó tốt này, cỏ không mọc này, cỏ không có lên bao được các nhiêu bạn ạ. đây Đấy vừa nãy thì rổ qua qua. mình cũng đã chia sẻ cho một vài anh chị em, đó là các bạn nếu trồng ở trên đồi thì gần như là thứ nhất là chống cỏ, thứ hai nữa là có nguồn thu nhé, và thứ ba nữa là nó giữ cho đất rất là ẩm và tơi xốp. Tất nhiên là nó cũng sẽ leo lên cây, nó leo lên cây như thế này này các bạn này. Nó Cây leo gần mình chỗ này kín hết luôn cây to mình chịu khó vén này. thì nó cũng Cái không này không phải lên, vén xuống để đẹn nó không để cho leo lên cây ăn quả của nhưng mình. đây là cây nó nhỏ này không bỏ nữa thì Tóm lại thôi. là để cho làm dàn cho nó thôi. Cái Ôi này trời. đến cuối năm này nó Tầm này đến cuối năm thì nó lên không biết gấp 3 lần như này nữa các bạn ạ. Tức là nhưng nó sẽ rất là nhiều cây. Chỉ cắt một một bạt này thôi ra kéo ra hàng hàng mấy tạ luôn ấy. Đó phía trên này quá khủng khiếp. cái vườn này là một năm được 3 tấn cái dây này này. 3 tấn dây là dây 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 thành phẩm, dây để cân để mang Cân đi đi để bán đấy các mang đi bạn. bán Tức à, là lúc ấy là đã phơi khô ốt ốt rồi, đóng tức là bao đấy. để cho công ty người ta mua ấy. Là cái này là hàng cây kim ngân hoa này các bạn nhé. Đó là ngoài cái việc mà kết hợp trong vị thuốc của chú mình đây thì còn có, đó là bán cho công ty dược liệu các bạn, kim ngân Ủa, hoa vì là trồng rất là nhiều mà. Còn thì mình bốc thuốc không hết được, và mình dùng nhiều này. trồng nhiều, rất là nhiều nên là công ty dược liệu người ta thu mua cuối năm. Thì các bạn các anh chị em như vừa rồi mình cũng gửi giống cho rất là nhiều, như từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, và các bạn các anh chị ở trong Nam ấy, trong miền Nam ấy rất là nhiều. Thì có người trồng ít thì để làm vị thuốc gia đình, có nhà trồng nhiều, có anh chị trồng nhiều cũng trồng đến vài nghìn cây đấy các bạn. Đó, rất là lớn luôn đấy. Đó, đây, hoa Cái hoa này lâu lắm. hoa này là gì? Trẻ lâu, trắng da, giống như kiểu chống lão hóa đấy. Đấy đúng rồi. Đấy, cái dòng dòng của kim ngân hoa này các bạn này. Hoa này thơm các bạn ạ. Kim ngân hoa này hoa nó thơm thơm. Nó có hai Thơm loại, lắm. nó cùng một bông như có hoa thì trắng hoa Các bạn vàng. biết là khi mà nó non thì là nó trắng và nó già thì nó vàng đấy, hoa này. Thì nó Hoa và này. già thì nó vàng, vẫn là cái hoa đấy thôi nhưng nó chuyển sắc ấy. Đó. Thơm lắm. Đây này, nhãn cái chỗ nào mà cái vườn nó không leo nó chìa ra vẫn có quả đây này. Vườn Đấy, không, bây giờ mình đang đi ở rìa cái vườn luôn. Ô vườn không phun thuốc sâu mùng kèng còn đầy đây này. cẩn thận Ui đây không, này, cẩn thận không mùng kèng nó nó bầu phanh đầy vào nhá. như là Ui đi hội chợ tình như này này. rồi, mùng kèng này người ta đang mua đấy, Ừ nhưng mà mấy đang bà cái vào lên bắt thì có thấy đang dạo nào lên bắt đâu. năm nay là cái mùng kèng này là lại lại mua các bạn nhé, lại mua bán cho Trung Quốc. Thực ra là mình thì các bạn đều biết là mình sống đất nước mình sống trên cái rừng thuốc nam, sống ở trên vườn thuốc nam, nhưng mà không biết được cái công dụng và không biết được cách kết hợp. Ví dụ ông Trung Quốc thì ông ấy mua cây thuốc nam của mình cách đây hàng chục năm rồi các bạn ạ, mua mua đến nỗi tuyệt chủng luôn ấy, mua đào từ, tức là đầu tiên là người ta thu mua lá này, xong rồi đến thân này, và cuối cùng là Đến đào dễ cả củ cả rễ luôn, thế cho nên nên nhiều cây là thuốc nam của mình ở trên vườn ấy bị tận thu ấy các bạn, bây giờ không biết đâu. chú mới phải dòng để Đó mà nên bảo là tồn chứ. cái việc mà dòng để bảo tồn duy trì này thì cần có nhé các bạn nhé. Còn nhiều bác nhiều anh chị em cứ vào rừng đào cuối buổi về cân, hoặc là phơi khô cân bán cho Trung Quốc ấy,
Thì tất nhiên rồi, mình cứ có công thì có tiền thôi, nhưng mà nó quá lãng phí nguồn tài nguyên của mình các bạn ạ. Quá lãng phí và cũng Bên không biết đấy nó được là cái tác dụng của mua nó của ấy. mình rẻ lắm. Và mua thì rất là rẻ vì nguyên liệu thô. Còn khi người ta ra được cái phương thuốc, là ra được cái gọi là cái bài thuốc ra bán lại cho mình ấy, thì mình lại mua cái giá cắt cổ. Đấy, thực sự là như vậy. Thì với cái phương châm là vừa giới thiệu cái vườn thuốc nam này, vừa giới thiệu các bài thuốc nam này, thì ở trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn thì cũng sẽ có những cái bài thuốc của ông chú mình đây, Ở và đây sẽ mang tên vẫn là còn Núi Đồi có Lục một Ngạn các mặt bạn cây nhé. bồ câu anh đây này. Và Mặt cây bồ bồ công anh đâu ạ? ở dưới này này. À vâng. Mặt bồ câu anh. Đó. Bồ câu anh này là bồ câu anh cao, và bồ Cao. câu anh nó gọi là theo như Ui, ở trên kia trơn dân các bạn tộc ạ. người ta gọi là cây lưỡi mác. À vâng. Đây có cây bồ công anh đây rồi. Và khu này là khu bạt bồ công anh à. À. Đó thì mình lại giới thiệu tiếp, đó là cũng sẽ có những cái bài thuốc các bạn nhé. Rất là rẻ để cho tất cả mọi người, mọi gia đình, gần như là các loại bệnh luôn ấy. Trong đó cũng có những loại bệnh chủ đạo như là dạ dày, gan, thận, Bồ câu xương anh khớp. này nó đưa vào được nhiều bệnh lắm đây này, Wow, bồ công anh. từ dạ dày này, viêm À vâng. họng này, rồi bệnh gan này, À vâng. là Đó. bồ câu anh này đưa vào rất nhiều bệnh. Bồ câu anh này thì có hai dòng nhé, một dòng mà nó lai tạo thì nó chỉ là mặt đất mà nó ngoan À. như hoa cúc ấy, Cái này là sau là còn lên, nó đây sẽ là lên bồ câu anh tự nhiên của tức là bài bài thuốc bài của gia truyền của thuốc. mình, là bồ câu anh tự nhiên, nó gọi là cây bên dân tộc chúng tôi trên kia gọi là cây lưỡi mác Cây lưỡi mác à. Đấy, nó giống như là cái như lưỡi dao, lưỡi lưỡi mác ấy. dao, lưỡi mác đấy các bạn này. Cây lưỡi mác, cây này nếu mà nó lên cao là lên khoảng tầm gần mét hoặc là hơn Đấy, đầu người ấy. lên hơn đầu người xong nó ra cành, nó ra Ra hoa. cành và ra hoa và ra cái bông rất là tròn, rất là đẹp đấy các Thông thường bà con mình lấy thuốc gia truyền thì chủ yếu lấy cây dược liệu này, bạn. cây bồ câu anh này. Và Còn cái cây của bên Đông y người ta dòng bằng cái giống của bên Trung Quốc, người ta gửi hạt sang, cái dòng là cái loài đấy loài thấp. à, Và đấy người ta lai tạo từ cây cải nước ra. sợ là còn chưa chắc đã tốt bằng Nó cái không tốt bằng cái này dược được. chất không thể bằng cây Không này, bằng cái cây này của mình được. được, vì nó là cây lai tạo Cây thuốc gia truyền này là các cụ để lại này, cây này tốt hơn chứ. mà. Mà cây lắm, Và đó, nhựa. nhựa đâu ạ, Nhựa của tức nó là đây này. Đấy, thấy chưa? à, tức là cái nhựa này là nhựa nhiều thì đương nhiên là mình tính là Đấy, dược chất nó sẽ dược chất nhiều của nó nhiều hơn, đó. thấy chưa? Còn cái cây bồ câu anh mà lai tạo kia Và trồng trồng mà ở những cái nhà đông y người ta quay lên ấy, nó chỉ là như cây cải nước ấy, à mà. loại đấy là nó hạt nó rụng ra thì nó giống như là cái cây 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 gì nhỉ, cây cây hướng dương ấy, cái hạt của nó có nhưng nó không mọc được, tức là nó chỉ rồng được một một túi, nó Mình rồng được một đợt thôi. cảm giác cái ngọn này ăn lẩu được ấy. Cái này Ăn ăn lẩu rất lẩu này, ăn lẩu xào ăn ăn ngon lẩu lắm, xào này các thứ hơi ngâm ngâm mà ngọt ngọt đấy, tức là cái vị trước đây cứ đó. bảo là rau đói thì ăn rau tàu bay ấy, các thứ, tức là cùng họ với tàu Cùng bay các cùng thứ đấy. họ Đấy nhưng mà cái này này các bạn nhìn này, nó như một cái loại rau ấy, có thể ăn lẩu ăn lá được vì rất là mềm, nó giống như tàu lá bay rau thì không có nhựa nhưng loài này thì có nhựa. có nhựa nhỉ. À, lưỡi mác ở bên này rất là nhiều bạn này, cây lên bên vùng lên vùng trên phải hỏi là cây lưỡi mác thì người ta tức là mới biết. tên thì mỗi nơi có một cái gọi khác nhau, có thể là một cái cây này thôi nhưng gọi có như tên vùng miền, tên dân tộc với tên địa phương nữa các bạn ạ. À, nên là nhiều khi là nhìn cây nhưng mà phải 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 tên gọi nó khác nhau đấy Cây lưỡi mác đặc trưng của nó, nha. cái đầu nó như cái con Đây ngọn giáo ngọn đâu, mác đây ấy ngọn giáo ngọn mác đây, gọi cây lưỡi thì mác các bạn nhá. đấy. Nhưng còn Cây này là dòng dùng ở trong cũng rất nhiều bài đấy. bài gan, bài thận, rồi bài viêm họng, rồi À là dạ dày là đều phải có cái này. tức là có cây này Cái này đúng nó vừa thanh nhiệt mà nó lại vừa là giải độc, mà à. nó Vâng. lại vừa thì tiêu những cái u, À, gọi nó là ức tiêu chế tiêu những viêm tiêu đó, viêm. tiêu viêm, cái cây này là có cái công dụng là như thế. Mà nó lại thanh nhiệt, Và rất là tức là mát. mát, cây mát đấy. Cây này nó có nhiều dược tính lắm. Như bên Đông y là người ta không đi rừng lấy được, người ta bắt buộc phải mua cái gói hạt của Trung Quốc ấy, À và và người ta gieo thành từng luống, thành từng và bãi một này. Thì cái dòng dòng cây gói hạt, dòng dòng cây 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 bồ câu anh đấy nó không bao giờ hạt nó rụng xuống mà nó mọc được, bởi à, vì cây đấy là cây như mình gọi là lúa rồng, chỉ một tức là chỉ rồng được một một F1 chứ F1 không có thôi, không F2, F2. tức là không thể mọc, hạt của nó không mọc được, Hạt nó không mọc đâu. mà như cây này thì hạt sẽ mọc. Cây này hạt mọc. Ừ, Cái đó hạt bồ câu anh kia rụng ra nó không mọc được. Bồ à, câu anh mà nó lấy giống bên Trung Quốc là thế dòng là cũng giống như là táo của mình ấy các bạn, thấy biết là cây táo của mình không, cây thì rất là hạt rất là to đẹp, nhưng mà khi mà cây táo Đài Loan, táo Xuân hoặc là tất cả các loại táo mà đã ghép ra trồng thì không thể lên được nhé, trừ lấy hạt táo dại để trồng nó lên mới ghép được cây giống. Thì cây bồ công anh bên Trung Quốc người ta sang cũng thế, nó là dòng dòng lai tạo. Gọi là cái này nó lai tạo cái loại thấp thấp lùn Và lùn ấy, là nó không, và nếu mà loại đấy mà rồng được mà nó mọc được F2 ấy, thì có thật mà các ông các bà ấy đã không phải mua đã không mua phải giống mua hạt của Trung Quốc, đấy. thế chứng tỏ là cái cây bồ công anh này rất nhiều nhà nhà thuốc, nhà vườn thuốc nam là sẽ không có đâu ấy. Mà cái anh Trung Quốc anh rất thâm, anh ấy chơi mấy cái đông y của Việt Nam mình này là anh chỉ cung cấp hạt thôi Tổ... đấy. chỉ cung cấp hạt. Tóm lại là hai nữa là
Các bạn có hình dung là như thế này, các bài thuốc của mình ấy thì bên Trung Quốc người ta nó là bậc thầy về 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 y học, về công nghệ rồi các bạn ạ. Người ta chiết xuất, người ta lấy về, có khi sau đó là mình lại lấy cái những cái cây thuốc, những bã cây thuốc ấy nhá. Thực sự Đấy. mình cũng đã nghe rất là Nó nhiều rồi, lấy tinh chất đi rồi ạ. tức là người ta lấy hết dược chất rồi, lấy hết tinh chất đi rồi, sau đó người ta xuất cái bã còn lại là cái bã thôi sang để cho bà con mình dùng. Thì không biết là cái điều đó thì có phải hay không, nhưng mà mình nghĩ là Trung Quốc người ta nếu làm thì người ta làm thừa, Mặc công nghệ người ta dù làm nếu có thừa cái đấy. còn là nó cũng Thực lấy tức là nó chạy qua dây chuyền của đúng nó rồi, đã. tức là người ta xử lý, người ta làm qua hết rồi. Còn cái việc mà đúng hay sai thì mình cũng không không cảm nhận được, nhưng mà đó là cái người ta kháo nhau và mọi người đồn ấy. Nhưng mà mình tin thì nếu người ta làm thì người ta làm quá thừa, bởi vì Trung Quốc người ta là bậc thầy, người ta cái việc Xong kết hợp sau các này nó đơn chỉ thuốc bài đưa một thuốc tí hương liệu vào thôi. và người ta cho hương liệu hoặc là gì đấy vào thôi, chứ còn như mình ở đây thì đúng là sống ở trên vườn thuốc nam hoặc sống ở trên cây thuốc ấy, nhưng mà cũng không nắm được hết cái dược tính, dược liệu và cách sử dụng, cách kết hợp ấy. Đó, thành ra là nhiều khi là cứ để rất là hoang phí và rất lãng Mấy phí. một số người cứ thấy người ta đưa bên đông y, nó học ngành đông y, các bác sĩ đông y đưa cái cây bồ công anh kia lên đấy, Và nhiều người hỏi là tại sao ở ngoài dân mình lại không có cái đấy, à và bởi vì cái đấy là không thể mọc ở ngoài được, và cái loại mà lùn lùn mà nó rao như hoa cúc ấy, và bồ công anh đó. đấy nó không mọc ngoài tự nhiên được. Vậy thì mình cùng với cả chú mình đây vừa đi gọi là giới thiệu một vòng cái vườn thuốc nam. Thì ở trên ở cái vườn thuốc này thì có rất nhiều các loại cây các bạn nhé, rất nhiều các loại cây thuốc, rất nhiều cái vị thuốc. Tất nhiên là để cho phong phú và để cho đủ hơn những loại thuốc ấy thì còn có cả những loại cây ở trên rừng ấy các bạn. Thì chú mình vẫn là lấy rừng ở trên rừng thường xuyên. Còn ở đây thì là chỉ mang về một số để trồng thôi. Một số trồng ở đây thì nó cơ bản là những cái cây mà rất là phổ biến và nhiều vườn cũng đã có, nhưng nhiều vườn cũng không có đâu các bạn. Đó, thì ở đây thì có cây giống kim ngân hoa này, cây gối hạc này rất là nhiều. Đó, thì bây giờ mình mời các bạn sẽ về vườn ươm nhé, cũng như về nhà để giới thiệu những vị thuốc tới tất cả quý vị các bạn các anh chị. Và chúng ta sẽ di chuyển về nhà các bạn ơi. Đây là cái bạt cây giống các bạn nhé, kim ngân hoa. Năm ngoái thì có dành dành chi tử và các loại cây khác thì đang để ở phía dưới kia. Đó, kim ngân hoa này thì là ươm cây rất là thuần rồi các bạn này, cây rất là khỏe thuần này, nó lên lên cây rồi này, nó lên cây. Cái này thì chỉ trồng khoảng tầm nửa năm nó lại sang năm là có hoa này, vì cây nó rất lên hoa rất là nhanh. Đó, đây như cây này, đó đây rễ nó rất là thuần. Năm năm ngoái thì làm khoảng mấy vạn cây, mình làm mấy vạn ấy, thì năm là bán từ năm ngoái đến năm nay thì còn lại bằng này nữa. Đó, tóm lại là số lượng cây rất là nhiều. Đó, cây giống này. Tất nhiên là nó cũng một số thì nó cũng phi phao các bạn nhé, tức là nó chết hoặc là nó không lên đấy, nên ra cũng bỏ đi cũng một số. Còn những cái cây sống thì sẽ để lại ở đây để gửi cho các bạn các anh chị. Đó, các bạn các anh chị mà cần trồng cây thuốc nam nhé, các loại cây, nói chung cây nào mà đánh giống được thì rất là ok. Trong đó là cây kim ngân này rất là nhiều, gối hạc kim ngân và một vài các loại cây khác nữa cực kỳ nhiều luôn để gửi cho các bạn anh chị. Cây thuốc đã được mang về băm phơi khô nhé, và đây là cái cây đã đủ vị rồi. Đây là cái cây viêm họng này, ho hen này, hen suyễn này. Đó, còn phía trong kia là đau thần kinh này, đau nửa đầu này, đau thần kinh liên sườn này. Đó, đặc biệt là cái cây nó chữa rất là tốt luôn với cái đau nửa đầu các bạn nhé. Đó, ở phía trong này thì tí mời các bạn đó, và các cây đã được trộn hết vào với vị với nhau này, đấy, phơi khô như này, sau đó sẽ đóng vào bao ở phía trong, lát chúng ta sẽ vào phía trong nhà nhé. Đó, ở trong cái đơn của cây thần kinh này thì mình nhìn thấy rõ, rất rõ đó là cây xí hổ đỏ đấy các bạn, cây xấu hổ đỏ này. Cây này rất là nhiều này. Đây các bạn, cây này các bạn có lẽ rất là quen thuộc rồi. Trong đó còn nhiều loại cây khác đấy. Đây, vỏ này thì nó đã được phơi khô rồi. Đấy, và cây này cũng được phơi khô rồi. Tóm lại là về các vị thuốc này thì mình cũng chỉ biết sơ sơ một số thôi, còn lại là tất cả vị thuốc này là của ông chú mình bốc ở đây thì nói chung là phải qua quá trình rất là dài và kỳ công đấy các bạn. Đó, đây. Có rất nhiều loại cây đã được bốc ở trong này, và nhìn thấy rõ nhất là cây này thôi, là cây xí hồ đỏ này. Đó, đau thần kinh, đau nửa đầu các bạn nhé. Đấy, còn hơi cụ thể chúng ta sẽ vào trong nhà xem là cây thuốc được phơi khô và được đóng gói như thế nào nhé.
thuốc đã được phơi khô và cho vào bao nhé. Mình vừa mới bỏ cởi cái nút thuộc buộc ở phía ngoài ra, bởi vì là còn có bao này, bao chống ẩm này các bạn này, buộc kín hết lại để chống ẩm nhé, chống tất cả gọi là giữ gìn thuốc ấy. Đó, để mỗi loại thuốc để trong một bao. Đấy, ví dụ như là cây này là cây, đây là cái bao này là thuốc, tức là chỗ này đã phối hợp hết thành một cái vị rồi, trong này có rất nhiều loại cây rồi. Đó, đây các bạn nhìn thấy loại cây lá chưa, đây là dành cho hậu sản này, hậu sản u nang này, viêm lộ tuyến này, đây là dành cho phổi này, phổi thì gồm có ho hen suyễn này, ho hen suyễn rồi thì viêm phổi này. Đó, cái này là viêm xoang đấy các bạn, cây này là cây viêm xoang này. Đó, còn đây là trĩ nội trĩ ngoại, trĩ nội trĩ ngoại rồi thì viêm hành tá tràng. Còn đây là dạ dày nhé, dạ dày như là HP, dạ dày trào ngược, rồi thì đau dạ dày, viêm dạ dày, rét dạ dày. Đây, còn thì đây là cái cây về gan các bạn nhé. Gan thì có viêm gan A, viêm gan B, gan nhiễm mỡ, rồi thì tăng men gan. Đó, cây về gan. Đó, đã được đầy đủ hết trong đây. Thế bên này thì đó là cây này là cây này là chuyên về thuốc tắm này các bạn này. Cây này là đun lên để tắm mẩn ngứa, tóm lại là trị ngoài da, rồi tổ đỉa, rồi thì da bị khô, bị bong da các thứ. Đây cây này. Còn đây là thận. Cây này cây thận này các bạn này. Đó, cây thận này mình nhìn cái có bông mã đề luôn này các bạn này. Đó, bông mã đề này. Cây dương sỉ này. Đó. Cây hạt cầm cườm này. Đó, rất nhiều loại cây các bạn nhìn thấy. Đó, thuốc thận. Đây là thuốc thận nhé, thì gồm có viêm cầu thận này, rồi thì tiểu ra máu đấy, viêm cầu thận, rồi phù thủng, rồi thì có mại liên quan đến thuốc bệnh thận, tích nước, viêm tuyến thượng thận. Đó, đây cây thận. Còn đây là cây xương khớp nhé. Đó, đây là cây xương khớp. Mỗi loại cây có đặc thù riêng các bạn. Ngoài ở cái vườn thuốc nam mình vừa giới thiệu chia sẻ các bạn thì đa phần là những cây này đều lấy ở trên rừng hết đấy các bạn, trên rừng. Đấy, rừng nhiều và kết hợp với những một số cây thuốc nam ở tại vườn nhà nữa để ra những vị thuốc này. Đây là những gần như là cái cây về cây này gần như cây thân gỗ các bạn, để vạc ra. Đó, vạc ra đây. Đó, thơm lắm. Đó, xương khớp. À, xương khớp này thì gồm có như kiểu đó là đau lưng, đau xương, rồi thì các loại nữa đây. Đó, cây này là cây dạ dày đấy. Đó, cụ thể còn đóng như thế nào thì mời các bạn sẽ cùng ra để xem thang thuốc ra sao nhé. Đây, lát sẽ buộc lại hết này. Đó, buộc lại hết, phơi khô xong đóng buộc lại hết. Còn đây là thuốc đã đóng thành phẩm rồi nhé. Đây là thuốc bệnh gan. Đấy, thì một cái thang này các bạn ạ, một cái thang này là đã uống một cái gói này nhé, là uống 10 ngày. Một thang này gồm 3 gói. Một thang gồm 3 gói là uống một tháng liền. Một chỉ cần đun nước uống thôi. Những cái này là đun nước uống hết cho một nhạo nhúm này, và đun làm 2 lần uống. Đó, tóm lại là cái này chúng ta chia ra là 10 ngày uống, một gói là 10 ngày. Vậy 3 gói là 1 tháng. Một gói này các bạn nhé, một gói này là 100.000. 100.000 được 10 ngày, tương đương như là khoảng 10.000 tiền thuốc một ngày thôi. Tất cả các vị luôn các bạn nhé. Tóm lại là giá thuốc rẻ, tóm lại là thuốc nam cho tất cả mọi người luôn. Một tháng các bạn anh chị uống chỉ mất 300.000. Đấy, các bạn nếu mà lấy cả thang thì sẽ miễn phí ship. Đó, đây thì mình giới thiệu luôn là đó là đầu tiên là thuốc về gan này. Đó, thuốc sỏi thận này. Đây, sỏi thận, sỏi mật, đái đục, đái vàng, viêm lộ tuyến này. Thuốc về hậu sản này, như là hậu sản đuôi lươn, hậu sản mòn, rồi u nang, điều hóa kinh này. Đó. Xương khớp, đau lưng, đau dây thần kinh tọa, thoát vị địa đạm, vô gai hóa, vôi hóa này, thuốc xương khớp này. Thứ tư là dạ dày trào ngược, viêm HP, đại tràng co thắt này. Đó. Đây là trĩ nội trĩ ngoại, viêm hành tá tràng này. Viêm phổi thì ho hen, viêm phổi, lao gió, ho có đờm và suyễn này. Đó, đấy thì mình xin nhắc lại là một gói này là 10 ngày là có 100.000 thôi. Nếu các bạn lấy 3 gói cả một thang thì sẽ miễn phí ship, chỉ có 300.000 trong vòng một tháng luôn nhé. Đó, rất là rẻ luôn. Và thực tế là thuốc này, cái giá này là giá hỗ trợ cho tất cả mọi người rồi, cho tất cả mọi nhà. Cây thì rất là tốt, và mình cũng xin chia sẻ lại là thuốc thì có rất nhiều thầy,
quan trọng là giống như mình nói là hợp thầy hợp thuốc đấy, hoặc là giống như là còn phụ thuộc vào cái máu của chúng ta đấy, ví dụ máu nóng máu lạnh, rồi thì cây cối ở trên vùng miền chúng ta thuốc thang rất là nhiều, nhưng quan trọng là thuốc có của mỗi thầy nó khác nhau ấy. Thì các bạn nếu có nhu cầu hoặc là các bạn cần thiết mà sử dụng để các bạn biết là hiệu quả nó như thế nào nhé. Còn thì thuốc của ông chú mình đây thì nói chung là rất là có tiếng và gửi cho nói chung anh em ở trong hội cũng rất là nhiều và gửi cho anh em chia sẻ ở địa bàn này rất là nhiều. Nên là hôm nay mình cũng muốn giới thiệu ở trên kênh luôn nhé, với cái tên là Núi Đồi Lục Ngạn các bạn nhé, Núi Đồi Lục Ngạn, để chia sẻ với tất cả các bạn các anh chị em. Thứ nhất là thuốc nam tốt, giá rẻ. Thứ hai nữa là qua cái việc mà các bác dùng thuốc này thì mình sẽ trích một phần kinh phí để làm thiện nguyện, từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn các bạn. Đó thì cũng là mong muốn của mình là vừa chia sẻ đến sức khỏe cho tất cả mọi người. Thứ nhất là giá rẻ, mình xin nhắc lại công khai luôn là 100.000 một gói này. Các bạn lấy cả thang 300.000 miễn phí ship. Đó, rất ok. Có rất nhiều các loại bệnh, đây còn khoảng gần 10 loại bệnh cơ. Còn cụ thể các bạn lấy loại nào thì các bạn nhắn tin alo hoặc là Zalo cho kênh Núi Đồi Lục Ngạn theo số điện thoại nhé, 0368052750. Đó thì mình cũng xin cảm ơn các bạn. Còn các bạn lấy cây giống này, cây giống về cây thuốc nam ấy, kim ngân hoa, rồi thì các loại khác. Đó thì đầy đủ ở trên vườn cũng có. Tóm lại là cây ngân hoa thì có cả cây khô, cây tươi và cây giống các loại. Còn với ở trong cái video này thì mình cũng xin chia sẻ về cái phần mà thứ nhất là vườn thuốc nam, thứ hai là về cây thuốc, thứ ba nữa là các bài thuốc, và thứ tư nữa là chia sẻ về cái giá ưu đãi nhất cho tất cả các bạn các chị em ở trên kênh nhé. Giá này giá rất ưu đãi, giá cực kỳ ưu đãi luôn các bạn nhé. Đó, giá công khai ưu đãi luôn các bài thuốc, và thuốc này rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn.